Chương 1 Nguồn Mê truyện audio com Cả ngày làm nhân viên phục vụ tại một tiệm phát phô nho nhỏ nào đó, hôm nay lại phải tăng ca, đợi được đến lúc tan tầm về nhà nhìn đồng hồ thì đã là hơn 11 giờ đêm rồi. Lê tấm thân mệt mỏi vào bếp lục lọi cái gì đó để bỏ vào bụng đang ra sức thông báo năng lượng cơ thể đang tụt dốc không phanh, thật xui xẻo là trong nhà ngoài mì gói ra long tử nguyệt không tìm ra được thứ nào khác đành phải nấu bừa một tô mì ăn tạm bợ cho xong bữa tắm qua quyết rồi lên giường đi ngủ bị cơn đói hành hạ từ từ tỉnh lại long tử nguyệt mở cặp mắt kèm nhèm ra nhìn cảnh vật xung quanh hình như đây là nhà giam thì phải nàng thử cử động hai tay nhưng lại bị hai sợi dây xích rõ to trói cố định sang hai bên tường trong tư thế quỳ không thể cử động nhìn nhìn bản thân thấy rằng nàng đang bận một cổ trang phục lạ lùng đầy vết máu do roi quất do đau chém thân thể không chỗ nào là không bị dính máu, đại não Long Tử Nguyệt nhảy đùng ra một cái suy nghĩ. Nàng đã xuyên. Thời đại này mà chỉ cần vừa ngủ một lát tỉnh dậy liền xuyên, phi lý, quá phi lý. Bỗng nhiên Long Tử Nguyệt nghe thấy có tiếng lạch cạch, ánh mắt nàng mông lung nhìn về phía cánh cửa duy nhất trong phòng đang từ từ mở ra. Một bóng người xuất hiện, là một nam tử mặt trường bào màu trắng tinh khôi, cổ áo có bọc lớp lông cáo đỏ tươi, thắt lưng đeo mảnh ngọc bội lấp lánh ánh xanh, trên tay cầm chiếc phiến đang gập lại, gương mặt tuấn mỹ, ánh mắt đông lạnh chết người tràn đầy sát khí nhìn chầm chầm vào Long Tử Nguyệt. Nàng muốn mở miệng nói chuyện lại phát hiện cổ họng khô khốc, khó khăn phát ra âm thanh khàn khàn. Ngươi là ai? Hắn ta có vẻ nghi hoặc nhìn kỹ Long Tử Nguyệt nhưng không phát hiện ra được trong ánh mắt nàng đang bày trò gì. Giọng nói nam tử hoàn toàn băng lãnh nói. Ngươi tỉnh. Long Tử Nguyệt ngước mặt lên nhìn hắn, cố gắng lặp lại câu hỏi. Ngươi là ai? Nam tử có vẻ mất kiên nhẫn đưa tay ra bóp chặt cổ họng Long Tử Nguyệt. Nàng bị hắn bóp cổ hô hấp trở nên cực kỳ khó khăn, nghẹt thở tưởng sắp chết thì nam tử buông tay. Long Tử Nguyệt liên tục ho khan không ngừng, tranh thủ hít thở nguồn không khí quý giá. Còn chưa kịp thở đủ đã bị nam tử thô bạo nâng cầm lên nhìn thật sâu vào mắt Long Tử Nguyệt không ngừng tìm kiếm một tia sáng khác lạ nào đó trong mắt nàng. Long tử nguyệt lúc này mới nhìn kỹ khuôn mặt như chạm trổ của nam tử kia, hàng mi dài công công hình bán nguyệt, mắt phượng với ánh nhìn lạnh lùng lại sâu không thấy đáy, sóng mũi cao thẳng tắp, môi mỏng tượng trưng cho sự bạc tình. Cầm bị túng đau đến chảy nước mắt Long tử nguyệt cố gắng nói. Ngươi muốn làm gì? Ngươi đoán xem. Bạc môi khẽ mở nói, buông cầm nàng ra dùng ngón tay móc một bên mắt nàng vừa nhanh vừa ngoan độc long tử nguyệt bị cơn đau đột ngột đánh úp hết lên thảm thiết tưởng muốn ngất đi nhưng trí óc nàng lại cực kỳ tỉnh táo không thể ngất đi được cảm nhận được dòng máu từ hốc mắt trống rỗng chảy dài theo khuôn mặt mình long tử nguyệt vừa rên la vừa hít thở thật sâu dường như muốn dùng hết sức để thở hy vọng cơn đau sẽ giảm bớt phần nào nàng dùng một con mắt nhập nhèm còn lại của mình nhìn nam tử trước mặt cố gắng chống cự cơn đau rống lên. Khốn kiếp, ngươi là tên súc sinh. Nam tử dường như rất thưởng thức câu chửi của Long Tử Nguyệt, hắn nói. Đa tạ mùi mùi đã khen. Long Tử Nguyệt trong mắt hiện ra một tia mờ mịt, nam tử và thân thể này là huynh muội. Vậy sao hắn lại có thể ra tay ngoan độc như vậy với nàng? Sự việc này là gì? Rất nhiều câu hỏi nhảy ra trong đầu Long Tử Nguyệt nhưng ở khoảnh khắc kế tiếp nàng bị nam tử kia vặn gãy cổ. Chương 2 Nguồn Mê truyện audio com Mơ màng lại tỉnh lại, tay Long Tử Nguyệt cử động nhẹ thì phát hiện tay nàng bị trói, vẫn bị trói. Đây là tình huống gì? Trong ký ức nàng nhớ rằng mình đã bị nam tử kia vặn gãy cổ. Không lẽ đã xuyên sang một thời không khác nữa à, hay là đang ở điện của Diêm Vương? Cố gắng mở mắt nhìn xung quanh, Long Tử Nguyệt thấy đây chính là căn phòng giam ban đầu mà. Nàng không chết nàng vậy mà vẫn còn sống nhưng nàng nhớ nam tử kia đã vặn gãy của nàng rồi mà mắt mắt của nà hát ế nhưng lại lành lại đây là làm sao mắt long tử nguyệt được nam tử kia chữa trị thời không này y học hiện đại đến mức có thể làm phẫu thuật thay mắt nàng không hiểu gì hết không biết mình đã ngủ bao lâu rồi mà bụng đã rất đói cảm nhận sức lực để mở mắt cũng cực kỳ khó khăn Long Tử Nguyệt còn đang rủa xả tên nam tử kia ngược đãi, tra tấn, bỏ đói nàng thì phát hiện trước mặt có cái chén nhỏ với một nửa lượng nước màu đỏ sậm trong chén. Long Tử Nguyệt nghĩ nghĩ, chắc đó là chén thuốc giúp nàng lành lại vết thương chăng. Nhưng mà nàng bị trói như vậy muốn cầm chén uống cũng không thể với tay tới được. Long Tử Nguyệt còn đang rối rắm làm sao mới lấy được cái chén nhỏ kia thì hai sợi dây xích bỗng dài ra, thả tay nàng cho lơi lỏng cử động vừa đủ chạm vào chén. Long Tử Nguyệt quan sát kỹ thấy hai đầu sợi dây có cái hốc nhỏ, giống như một cái ròng rọc, có thể kéo căng hoặc thả lỏng dây được. Thật kỳ lạ, nàng lẩm bẩm thật nhỏ một mình, đưa tay chạm vào chén, bưng đến miệng định uống, Long Tử Nguyệt ngửi ra được trong chén nước kia không phải là mùi thuốc mà là mùi máu. Chỉ là nàng không biết máu của con người hay con vật gì mà thôi. Trí óc Long Tử Nguyệt dần dần mơ hồ, mùi máu tươi dường như có sức hút mãnh liệt đối với nàng cả cơ thể kêu gào nàng cần phải uống nó. Long tử nguyệt gần như theo bản năng nuốt từng ngụm nhỏ máu trong chén đến khi cạn hết. Long tử nguyệt nhắm mắt hưởng thụ cảm giác lạ lùng nào đó đánh úp khắp các mạch máu trong cơ thể nàng. Thời gian chậm rãi trôi qua, một lát sau nàng từ từ mở mắt ra nhìn, mắt thấy từng hạt bụi nho nhỏ bay thật chậm, lượn lờ trong không khí nhà giam, thấy được con ruồi, con mũi vỗ cánh bé nhỏ chậm chậm bay. Long Tử Nguyệt ngơ ngẩn nhìn mọi thứ chậm chậm chuyển động quanh nàng. Đây lại là cái gì? Uống chút máu tươi mọi thứ lại chuyển thành chế độ slow motion, quay chậm, sao? Long Tử Nguyệt chợt nghĩ ra một chuyện kinh dị, nàng xuyên thành cái loài hút máu để sống. Một cái ma cà rồng. Nhưng mà, nàng nhớ loài này không phải không bao giờ chết sao? Vì sao nàng lại xuyên trúng? Ngồi giữa lưng vài tường của người lại suy nghĩ hết sạch tế bài nơ, tròn thần kinh vẫn không hiểu được tại sao nên đành thôi vậy. Phía cánh cửa có tiếng bước chân, Long Tử Nguyệt nghe được âm thanh đó vẫn còn khá xa mới đến được chỗ nàng. Lo sợ đánh ập vào thần trí nàng, nàng sợ cái nam tử lạnh lẽo đó, nàng không muốn bị tra tấn. Trái tim đập bang bang liên hồi, nhìn về hướng cánh cửa duy nhất đó. Điều gì đến cũng sẽ đến, thật sự là cái nam tử đó. Hắn đến, thật sự lại đến thăm Long Tử Nguyệt. Nam tử quan sát nàng một lúc rồi nói. Ngươi là ai? Này, có phải sai kịch bản rồi không? Câu này đáng ra người nói là Long Tử Nguyệt nàng nói mà. Sao nam tử này lại hướng nàng mà hỏi câu đó? Hắn bắt nhầm người hay đang hỏi để phân tán sự chú ý của nàng. Long Tử Nguyệt thận trọng nhìn nam tử chậm chạp mở lời. Ta tên Long Tử Nguyệt. Mày kiếm nam tử khẽ nhíu, như đang suy nghĩ gì đó hắn không người nhìn thẳng vào mắt nàng nhìn kỹ đến mức khiến lông tơ long tử nguyệt dựng đứng hết lên tim nàng khẩn trương hoang mang cực độ theo phản xạ có điều kiện nàng cố né tránh khoảng cách giữa nam tử và nàng dường như nam tử cũng cảm thấy tâm trạng long tử nguyệt đang lo sợ hắn trấn an nói yên tâm hôm nay ca ca sẽ không làm gì muội 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 đừng sợ chương 3 nguồn mê truyện audio com nam tử giơ tay lên xoa đầu nàng lại hơi nhíu mày cảm thấy người nàng thật bẩn vết máu mồ hôi bụi bặm bám hết lên khuôn mặt thanh tú quần áo nàng nam tử đứng dậy đi đến một góc nhỏ trong phòng giam sờ nắng bức tường trước mặt mình bức tường bật sang một bên lộ ra gian mật thất khác long tử nguyệt dương mắt ít nhìn sang qua chấm th ật thần kỳ thì ra đây là mật thất trong truyền thuyết. Nam tử từ lúc mật thất mở ra đều chăm chú quan sát nàng, không bỏ sót bất cứ biểu tình nào trên mặt nàng, kể cả ánh mắt trầm trồ tò mò, sáng lấp lánh như những ngôi sao trên trời. Ánh mắt đó tuyệt không phải chỉ là giả vờ, nàng thật sự bị cửa động mật thất làm cho kinh ngạc. Trong lòng nam tử nghi hoặc suy nghĩ, Long Tử Nguyệt chỉ lo nhìn cửa mật thất không chớp mắt nên không để ý đến nam tử mặt lạnh bên kia. Nhìn đủ mật thất nàng mới dương mắt nhìn đến nam tử, thử mở lời ngươi tên là gì? Nam tử nhìn nàng đang ngớ ngẩn cùng tò mò hỏi mình, cũng không làm khó nàng. Ta tên Vô Phong, ca ca của muội nam tử tự giới thiệu bản thân. Long tử Nguyệt càng thắc mắc, đang muốn hỏi tiếp thì nam tử lại nói. Để ca ca giúp muội tắm rửa, nói xong hắn tiến lại gần nàng. Long tử Nguyệt trong lòng rung lên, lại cố né tránh vị ca ca này nhưng thể lực nàng kém quá, bị giam cầm, tra tấn, bỏ đói, chỉ được cho uống chút máu cầm cự nên không chống lại nam tử ca ca khỏe mạnh kia. Không tốn bao nhiêu sức lực, nàng bị vô phong nắm gáy lôi đi vào căn mật thất kia một cách bạo lực. Long tử nguyệt rủa thầm mẹ nó, một chút thương hoa tiết ngọc cũng không có ở trong lòng. Tầm mắt vô phong vô tình lướt qua biểu cảm trên mặt nàng, cảm thấy mặt cau mày có, khó chịu nhưng không dám phát tác thật thú vị. Long tử nguyệt khắp người đều bụi bẩn cùng máu, quần áo cũng không còn nguyên vẹn gì cho cam, nhưng nàng thật không thể tắm, nhất là để cho vị này lôi nàng đi tắm như vậy. Suy nghĩ Long Tử Nguyệt chợt dừng lại ở hình ảnh 18, nàng bị vô phong lột sạch, lao lao trà trà như tắm heo liền đột nhiên bạo phát. Ta có thể tự đi được, không cần ngươi phải lôi ta. Chương 4 Nguồn Mê truyện audio com Vô phong cũng không nói gì chỉ dùng ánh mắt đánh giá nàng vài lượt. Long tử nguyệt thấy lông mau trên người dựng hết lên, nàng khó khăn mở miệng. Ngươi có thể tránh sang nơi khác được không? Vô Phong ngẫm nghĩ một lúc rồi biểu môi nói. Lúc trước muội luôn tìm cách để cuốn lấy ca ca, bây giờ sao lại ghét bỏ ca ca rồi? Long Tử Nguyệt cảm thấy như bị sét đánh. Nàng ghét bỏ. Hắn tra tấn nàng như vậy mà bảo nàng còn phải lấy lòng à, Long Tử Nguyệt. Nàng không có máu em mờ, không có chứng cuồng bị ngược nha, vô phong dường như đọc được suy nghĩ trong đầu Long Tử Nguyệt, Hắn nói: "Không lẽ muội quên sạch mọi chuyện trước đây rồi?" Ca ca tra tấn muội không phải mới thời gian gần đây, hình như là đã được hơn 15 năm rồi. Long Tử Nguyệt hoàn toàn hóa đá. "Cái gì? Hơn 15 năm?" Nàng không nghe lầm đó chứ? "Chủ nhân thân xác này có bị bệnh cuồng ngược hay không đây?" Vô Phong nhìn thấy ánh mắt trợn tròn của Long Tử Nguyệt, có vẻ lại hiểu được tiếng lòng nàng, hắn chậm rãi nói: toàn bộ thân thể muội có chỗ nào là ca ca chưa thấy đâu không cần lo lắng long tử nguyệt mở to mắt nhìn vô phong đầy vẻ kinh dị nàng cố gắng bình tĩnh lại nhỏ giọng hỏi ngươi thật sự là ca ca ruột của ta à vô phong mỉm cười nhìn kỹ lại khuôn mặt long tử nguyệt chắc chắn rằng nàng không hề bị ai đó đánh tráo nhưng tại sao hôm nay nàng có vẻ rất khác so với mấy ngày trước nhỉ vô phong cúi người xuống kề vào tai long tử nguyệt thì thầm thật ra ta chỉ là con nuôi của cha mẹ mùi thôi. Nói xong còn cố ý kề tráng hắn vào tráng Long Tử Nguyệt ngắm nghía kỹ lại khuôn mặt nàng, nháy mắt Long Tử Nguyệt cảm giác như bị sét đánh, trong mắt mở thật lớn nhìn vô phong. Vậy ra cái tên yêu nghiệt kia lại không phải là ca ca ruột khối thân thể này. Hèn gì hắn không nề hà gì với thân phận, muội muội là nàng. Long Tử Nguyệt trong lúc nhất thời tiếp nhận mớ thông tin kinh cũng chỉ có mở mắt nhìn Trừng Trừng Vô Phong, Vô Phong quan sát ánh mắt kinh ngạc của Long Tử Nguyệt đã mấy lần vẫn không thấy được những gì mà hắn mong muốn nên đành thôi. Vô Phong đứng dậy, nhìn nàng trên dưới một lượt rồi nói: "Muội muội tắm đi, ca ca có việc rồi. Đi trước." Nói xong hắn xoay người đi ra cửa bỏ lại Long Tử Nguyệt. Sau khi khóa trái căn phòng lại, Vô phong đi thẳng ra bên ngoài hít thở không khí một lúc rồi lâu nhằm đè nén một thứ cảm xúc lạ lẫm, khác biệt hẳn mọi ngày, bình tĩnh lại tâm tình bản thân xong mới cất bước chân rời đi. Chương 5 Nguồn Mê truyện audio com Long tử nguyệt ngơ ngẩn nhìn theo bóng dáng cái gã ca ca kia không hiểu ra làm sao, cứ tưởng phen này bị gã ăn sạch sẽ rồi chứ nhưng không ngờ lại buông tha cho nàng, Long tử nguyệt nghĩ không ra được là vô phong muốn làm gì cũng không xoắn suýt lâu, nàng nhanh chóng thoát bộ y phục bê bết máu cùng bụi bẩn này ra rồi nhảy vào ôn tuyền tắm rửa. Nước ở ôn tuyền có độ ấm thật vừa phải, không nóng quá cũng không lạnh quá, khiến người ta vô cùng thư thái tận hưởng nó. Long tử nguyệt tắm một lúc lâu thân thể cũng khỏe hơn ban nảy nhiều mới luyến tiếc đứng dậy, khỏa thân đi trong gian mật thất tìm kiếm bộ y phục nào đó để bận vào. Chết tiệt! có lẽ nào nơi này không có lấy một bộ y phục mới sạch sẽ sao, nàng luống cuốn đi tới đi lui mấy vòng tìm y phục nhưng xem ra vô vọng rồi, ở đây không hề có lấy mảnh vải nào trừ cái bộ xiêm y rách nát đầy máu và bụi bẩn kia nữa. Đang lúc Long Tử Nguyệt định nhặt bộ y phục rách kia đi giặt sạch thì nghe có tiếng mở cửa, nàng vội vã chạy ra sau tảng đá nhỏ nhô ra bên mép gần ôn tuyền nấp. Thò ra mỗi khuôn mặt nhìn lén, thấy được người đến lại vẫn là tên ca ca, vô phong kia thì Long Tử Nguyệt nàng càng hoảng sợ. Tay trái vô phong bê một cái tráp, trên tráp là một bộ y phục mới màu tím nhạt, tay phải đặt sau lưng từ từ đi tới gần tảng đá nhỏ nàng đang nấp. Tim Long Tử Nguyệt đập càng lúc càng nhanh, ánh mắt lộ rõ vẻ hoảng sợ cực độ nhìn chầm chầm ca ca đang cách nàng ngày một gần hơn kia. Long Tử Nguyệt vội vàng lên tiếng. Ngươi! ca ca để quần áo à y phục để muội muội tự mặc là được rồi vô phong không nói gì chỉ nhìn nàng một cái sau đó đặt cái tráp y phục xuống bàn đá gần đó rồi quay lưng lại đi được vài bước vô phong vung tay phải ném cái lọ nhỏ về phía long tử nguyệt thức ăn nói xong hắn liền ra khỏi căn phòng long tử nguyệt sau khi vô thức chụp được cái lọ nhỏ kia nghe ngóng âm thanh bước chân vô phong chắc chắn rằng hắn đã đi thật nàng lật đật chạy lại cái bàn đá cầm bộ y phục kia lên nắm nghía long tử nguyệt chợt phát rầu lầm bầm đây là cái gì đây làm sao để mặc nó hu hu số ta thật khổ vừa ngủ một giấc liền xuyên còn bị ngược đãi sau một hồi cố gắng vất vả để mặc y phục rốt cuộc cũng mặc được chỉ là có lẽ long tử nguyệt mặc không đúng thứ tự các lớp áo cho lắm thôi kệ vậy nàng không phải thiên tài mặc như vậy là hết khả năng của nàng rồi chương 6 Nguồn Mê truyện audio com Cầm cái lọ nhỏ nhỏ kia lên, Long Tử Nguyệt vừa mở nắp ngửi thử thì mùi máu trong lọ đó thật thơm, kích thích cứu giác nhạy bén của nàng. Liêm diêm khép hờ hai mắt thưởng thức mùi thơm tựa như quải hương, xen lẫn thoang thoảng mùi cỏ sau cơn mưa đó, quả thật Long Tử Nguyệt không đành lòng uống nó. Lúc này Long Tử Nguyệt mới nhìn kỹ hoa văn được vẽ trên lọ cực kỳ tinh xảo, nàng không rành về hoa cỏ cho lắm, chỉ biết các cánh hoa này rất nhỏ nhưng lại vẽ rất chi tiết từng nét tựa như mang theo linh hồn của người nghệ sĩ ở đây chắc chắn không có máy in phun vẽ tay mà đạt được đến mức này không hề đơn giản xoay xoay cái lọ ngắm nghía long tử nguyệt chợt thấy trên lọ có ghi một dòng chữ cực nhỏ gt tem nàng lẩm nhẩm đọc thầm ohhhgitter cái gì đây anh yêu em sao ở đây lại có câu tiếng pháp vậy P, S, nghĩa là I e, love you, Long Tử Nguyệt kinh hãi rú lên, nàng cẩn thận quan sát kỹ lại lần nữa, không thể nào. Không nhầm được. Hu hu có người cũng xuyên như mình rồi, có đồng loại rồi. Long Tử Nguyệt mừng đến độ rớt nước mắt, chưa bao giờ nàng hy vọng gặp lại cái ca ca kia đến vậy. Long Tử Nguyệt đi đi lại lại trong căn phòng, nói là căn phòng thực ra nàng thấy nó giống nhà giam, phòng tra tấn phạm nhân hơn. Đầu óc nàng hiện tại rất hưng phấn, không ngừng tự nhủ, rồi tự tưởng tượng ra lúc gặp lại cái gã vô phong kia nàng sẽ sổ một tràng ngôn ngữ thông dụng hiện đại cho hắn nghe, cố gắng bình tĩnh tâm trạng bản thân, Long Tử Nguyệt ngồi xuống đất, bắt đầu nghiêm túc suy nghĩ lại mọi việc từ khi nàng xuyên qua. Chưa chắc vô phong đã là người xuyên qua như nàng, có thể hắn là có liên quan đến người vẽ ra cái lọ nhỏ này thì sao? Long Tử Nguyệt không thể để lộ ra việc nàng là người xuyên không được lỡ như kết quả vô phong không phải đồng loại vậy. Kết cục của nàng thảm rồi. Vấn đề còn khá phức tạp, Long Tử Nguyệt cũng không thể giải thích ngay được nên đành tạm thời cho qua một bên, nàng trước tiên phải tự nghiên cứu và sử dụng cơ thể này tốt đã, bỏ vấn đề kia qua một bên, Long Tử Nguyệt nhắm mắt, tập trung cảm nhận mọi thứ xung quanh nàng, khứu giác cực kỳ nhạy bén hít thở thu thập mùi hương. Long Tử Nguyệt ngửi ra được mùi máu nồng nặc hòa với mùi ẩm mốc lẫn trong bộ y phục cũ của mình cách nơi nàng ngồi vài bước chân, mùi cỏ thơm thoảng nhẹ qua làn nước ôn tuyền. Mùi lá trúc thật nhẹ còn vương lại phòng giam này, Long Tử Nguyệt nghĩ nghĩ có lẽ là mùi tự nhiên trên người tên Vô Phong kia. Long Tử Nguyệt đưa tay vuốt tóc rồi đưa lên mũi ngửi, nàng ngửi không ra mùi tóc, đưa tay lên ngửi, vẫn không xác định được mùi gì đặc trưng của cơ thể nàng. Long tử nguyệt thầm nghĩ có lẽ nàng mù mùi hoa lá nên ngửi không ra, nàng chỉ biết có vài mùi hoa cỏ đơn giản. Chương 7 Nguồn Mê truyện audio com Đang mãi nghĩ ngợi chợt đầu Long tử nguyệt thật đau, cảm tưởng như có gì đó gõ thật mạnh vào não bộ. Một lát sau hàng hà sa số hình ảnh, âm thanh đánh ập vào tâm trí nàng. Long tử nguyệt vì đau mà ngất đi, trong lúc mê mang nàng nhìn thấy một cô nương mặc lục y, đứng quay lưng về phía nàng. Long Tử Nguyệt tò mò muốn bước tới xem đó là ai thì cô nương này quay mặt lại, ánh mắt nàng ta nhìn thật xa xăm, vô hồn, Long Tử Nguyệt định hỏi nàng ta là ai thì nàng ta nhỏ giọng nói nửa như tự nói cho nàng nghe, nửa như tự nói cho chính mình nghe. Ta tên A Tình, Vô Tình. Ta tự phong bế linh hồn mình lại chỉ mong ca ca tỉnh ngộ thoát khỏi nỗi hận diệt môn. Ta biết là phụ mẫu ta sai ta cũng mới biết được chân tướng sự việc khi ca ca giết phụ mẫu. Ta không nói ta vô tội nhưng ta rất thích ca ca, chỉ mong huynh ấy trút hết được nỗi hận đó lên ta, bù lại những sai lầm mà phụ mẫu ta gây ra. Vô Tình bỗng nhắm mắt, lúc mở mắt ra thì trong mắt nàng ta biến thành màu đỏ tươi, đỏ như màu máu. Vô Tình như hoàn toàn trở thành kẻ giết người khác máu, gằn giọng nói tiếp. Mối thù giết phụ mẫu, mối hận dày vào 15 năm nay vô phong đối với ta ta nhất định phải đáp trả. Vô phong mặc dù ta không thể tận tay giết nhưng nhất quyết không để hắn được sống vui vẻ. Lúc tỉnh lại, Long Tử Nguyệt từ từ tiêu hóa mớ thông tin trong đầu. Tuy vẫn chưa hiểu lắm về thái đột ngột thay đổi của vô tình nên Long Tử Nguyệt tạm gác chuyện đó qua một bên, suy nghĩ cặn kẽ vấn đề khác. Nguyên lai linh hồn khối thân thể này tên vô tình, phụ mẫu nàng ta sát hại cả nhà vô phong nhưng giữ lại mạng hắn, chuyển hóa vô phong thành huyết tộc và nhận vô phong làm con nuôi, do vô phong lớn tuổi hơn vô tình lúc bấy giờ nên trở thành ca ca của vô tình, vô tình là huyết tộc, vốn dĩ người thuộc dòng huyết tộc luôn luôn có dáng vẻ trẻ trung, không bao giờ già đi. Nhưng thông qua ký ức của vô tình, Long Tử Nguyệt lại thấy được vô tình là được nuôi lớn, hình ảnh trong trí nhớ vô tình từ tấm bé đến lúc trưởng thành. Một tiểu cô nương nho nhỏ tóc tết đuôi sam chạy theo sau thiếu niên mặt bạch y đi phía trước. Tiểu cô nương luôn miệng gọi với theo. Ca ca chờ muội với. Long Tử Nguyệt nhận ra rằng trong suốt đoạn trí nhớ dài đằng đẵng kia, thiếu niên bạch y đó không hề già đi, nhưng vô tình lại từ từ trở thành một cô nương như hoa như ngọc. Vô Phong sát hại phụ mẫu vô tình, khiến tâm ma trong người vô tình trỗi dậy, Long Tử Nguyệt thấy được hình ảnh vô tình hóa ma phản chiếu trong mắt của Vô Phong. Cái ánh mắt đỏ ngầu, cháy rực đầy thù hận bắn thẳng vào kẻ giết phụ mẫu nàng ta. Trước khi vô tình hoàn toàn mất đi lý trí khi chứng kiến cảnh ca ca tàn sát phụ mẫu, nàng đã nghe được mẫu thân trăng trối phút sau cùng, thì thầm qua năng lực truyền âm đặc thù của huyết tộc một câu. Vô tình, thân thế thật sự của con là thuần, thuần huyết huyết tộc, khả năng. Sau khi giải trừ phong ấn của con tiền đồ vô lượng. Chương 8 Nguồn Mê audio.com Long Tử Nguyệt nghiền ngẫm câu nói sau cùng của mẫu thân Vô Tình một lúc cũng chỉ đoán chừng cái thân xác này từ trước lúc có ký ức đến hiện tại đã bị phong ấn gì đó, khóa lại các năng lực đặc biệt chăng. Long Tử Nguyệt nhớ kỹ lại từng khoảnh khắc lúc vô phong tàn sát phụ mẫu Vô Tình, Long Tử Nguyệt có cảm giác như linh hồn Vô Tình vẫn còn tồn tại đâu đó trong tâm trí nàng. Sự thù hận đó khiến tâm trạng Long Tử Nguyệt bị lây nhiễm, ánh mắt nàng dần chuyển sang màu đỏ như máu tiếc là nàng lại không nhận ra trong mắt bản thân đã có sự khác biệt. Long tử nguyệt bất chợt cảm thấy có một luồng khí lạ lẫm nào đó đang chảy nhanh khắp các mạch máu trong cơ thể nàng. Luồng khí đó đi đến nơi nào thì nơi đó như bị vô số cây kim nhỏ đâm vào, đau nhức cực độ, Long tử nguyệt con người cố gắng áp chế tiếng trên đang chực chờ muốn bật ra từ cổ họng nàng. Cơn đau kéo dài lâu đến độ, nước mắt theo bản năng chảy đầy khuôn mặt nhỏ nhắn Long Tử Nguyệt nhiều lần chừng tưởng muốn ngất đi nhưng lại không thể nào ngất đi được, cả người vừa tắm sạch sẽ hiện tại lại ướt đẫm mồ hôi, tử y sạch sẽ cũng lấm tấm những vệt máu nhìn rợn người. Chịu đựng cái đau thấu tâm can tựa như cả thế kỷ kia, Long Tử Nguyệt mê mang mở đôi mắt nhập nhèm nước mắt nhìn xa xăm. Đầu óc mụ mị đi một lúc lâu mới dần dần thanh tĩnh lại được, Long Tử Nguyệt gắn gượng lồng cùng ngồi dậy, mặc dù luồng khí đã không còn chạy tán loạn nữa nhưng dư âm đau đớn vẫn còn hành hạ nàng. Long tử nguyệt nhìn y phục nhụm đầy máu, bụi bẩn bởi ban nảy nàng vì không thể nén đau mà lăn qua lộn lại trên đất, lắc đầu đầy vẻ bất đắc dĩ. Long tử nguyệt ngẫm nghĩ có lẽ nàng cần phải đi tắm thêm lần nữa rồi. Chống cả hai tay lên nền căn phòng mượn lực đứng dậy, bước chân loạn choạng lê lết tấm thân nhức nhối đi về phía ôn tuyền. Long tử nguyệt cũng không muốn thoát y, cứ như vậy lững thững đi thẳng xuống nước dòng nước ấm nóng thấm vào vào y phục, chạm vào làn da vừa trải qua sự dày vò khiến Long Tử Nguyệt run rẩy, nàng bước từng bước khó khăn, chậm rãi hòa mình vào dòng nước. Toàn thân đều nhức nhối, bước chân gắn gượng đạp vào sỏi đá nho nhỏ dưới đáy ôn tuyền, Long Tử Nguyệt có cảm tưởng như đi trên chông, thật đau nha. Nàng chậm chạp khụy một chân, ngồi dựa vào bờ đá bao bọc xung quanh hồ, mệt mỏi từ từ khép lại đôi mắt liêm diêm ngủ, Long Tử Nguyệt tỉnh dậy cũng không biết bản thân đã ngủ bao lâu, dùng ánh mắt môn lung ngó xung quanh long tử nguyệt thấy nàng vẫn còn ở trong ôn tuyền cả thân thể dường như thay đổi hẳn làn da trở nên trắng trẻo hồng hào sức lực của tứ chi lại tựa hồ trở nên mạnh mẽ hơn còn có cái luồng khí kỳ lạ kia vẫn còn trong cơ thể long tử nguyệt nhưng nàng cảm thấy nó gây đau đớn giống lần trước không nghĩ ngợi nhiều nữa ngâm nước rất thoải mái tuy nhiên long tử nguyệt đâu thể ở trong ôn tuyền mãi được nàng đứng dậy xoay người chuẩn bị bước ra khỏi hồ lập tức phát hiện ra một người khiến Long Tử Nguyệt chết sững. Chương 9 Nguồn Mê truyện audio com Vô phong đến trước cửa phòng giam, chợt ngửi thấy mùi máu tươi thơm nồng toát ra ở bên trong, nơi hắn nhúc, mùi mùi mà bản thân đã từng coi nàng như trân bảo. Mùi máu cực kỳ quen thuộc mỗi khi vô phong tra tấn mùi mùi, tim hắn bỗng đập lỗi vài nhịp, vội mở cửa bước vào thì thấy Long Tử Nguyệt đang trầm mình trong ôn tuyền mà ngủ thiếp đi, lúc này vô phong mới thấy tâm tình hắn sao lại khẩn trương nhỉ. Đâu phải lần đầu ngửi được mùi máu của muội muội, là hắn luôn làm nàng tổn thương, từ da thịt đến xương cốt trên khắp cơ thể nàng, có nơi nào mà hắn buông tha không hành hạ nàng chứ. Từ lần trước muội muội vô phong tỉnh lại nói nàng tên Long Tử Nguyệt, hắn đã cảm nhận thấy nàng khác hẳn với những gì hắn hiểu nàng đó đến giờ, như một hạt giống nghi ngờ gieo vào trong lòng Vô Phong, đang dần nảy mầm, Long Tử Nguyệt cố trấn an bản thân, sao nàng lại không phát giác được cái ca ca này ở đây? Hắn tới bao lâu rồi? Có phải đã thấy cái gì khác thường rồi không? Chớp chớp đôi mắt nhìn Vô Phong, Long Tử Nguyệt căn bản không nhìn ra Vô Phong muốn gì từ nàng. Nuốt nước miếng ực một cái, Long Tử Nguyệt cẩn thận mở miệng gọi nhỏ, "Ca ca." Vô Phong mặt không biểu cảm. Long Tử Nguyệt không hiểu Vô Phong muốn gì thì nghe thấy giọng hắn nói lại đây. Tim Long Tử Nguyệt đập bùng bùng, vẻ mặt nàng hoang mang sợ sệt, hu hu lại gần làm gì? đứng đó nói ta nghe được mà, ta đâu có bị biết, người có chân có cẳng cũng không có bị tàn phế mà, trong lòng gào thét mắng Vô Phong xối xả nhưng Long Tử Nguyệt cũng không dám không đi qua. Vô Phong thấy Long Tử Nguyệt vẫn cứ nhùng nhằng chưa chịu đi cũng không gấp, hắn đi lại cái ghế vẫn hay ngồi mỗi khi hắn ra tấn nàng từ từ ngồi xuống dáng vẻ ung dung tao nhã, khuỷu tay trái gác nhẹ lên tay vịn ghế chống cầm nhìn Long Tử Nguyệt đứng trong hồ nước kia. Chật chật. Khoe dáng người câu dẫn nam nhân sao? Long Tử Nguyệt chợt nhớ ra cả người nàng ướt nhẹp nước, y phục nàng mặc vốn là loại vải mỏng, tuy bận vài lớp vải nhưng hiện tại lại ướt sũng dính sát vào thân thể, khoe ra những đường cong mê người, thấp thoáng còn lộ ra những gì đó không nên lộ. Long Tử Nguyệt bỗng nảy ra một ý tưởng, nàng cũng không phải cô bé ngây thơ không rành sự đời, chưa ăn thịt heo nhưng chẳng lẽ lại chưa từng thấy heo chạy. Làm theo ý vô phong cũng đỡ cho thân xác bị hắn hành hạ, Long Tử Nguyệt điều chỉnh tâm trạng bản thân xong, dùng gương mặt mà nàng cho là có biểu cảm đáng yêu nhất, cất giọng nũng nịu gọi. Ca ca. Gọi xong Long Tử Nguyệt trong bụng âm thầm phỉ nhổ bản thân không có tiền đồ, khiến da gà da vịt nổi đầy người, Lắc Lư uống éo vòng eo đi về phía Vô Phong đang ngồi, ánh mắt Vô Phong lóe lên ánh sáng nguy hiểm, kèm theo vài tia hứng thú rồi tắt ngấm không để ai thấy. Vô Phong giơ tay phải lên ngoắc ngoắc Long Tử Nguyệt như gọi chó, khiến trong lòng nàng lại lôi 18 đời tổ tiên nhà hắn ra mà ân cần hỏi thăm vài lượt. Một thân ướt nhèm nhẹp nước được Long Tử Nguyệt tha từ hồ đến chỗ Vô Phong ngồi, nàng lại gần cách Vô Phong chừng 4 năm bước chân rồi dừng lại, chớp chớp đôi mắt ngây thơ nháy mắt khuôn mặt vô phong tối sầm lại, vừa mang hương vị tiểu yêu tinh, lại ngây thơ thuần khiết, hắn chưa bao giờ thấy A Tình có bộ dáng như vậy kể từ khi hắn giết phụ mẫu nàng. Chương 10 Nguồn Mê truyện audio com Liếc nhìn vô phong vẫn ngồi yên không nhúc nhích, tuy hắn mặt đen lại nhưng do Long Tử Nguyệt không nhận thấy. Đã vậy nàng còn tự nhủ thầm định lực của tên này khá nhỉ. Một tiểu cô nương yếu ớt, Nàng đã phô ra hết đường công mê người trong y phục ướt dính sát vào thân thể mà lại có thể trấn định ngồi đó, mỹ nhân kế không thành, nàng nên làm cái gì bây giờ? Hay là dùng khổ nhục kế nhỉ? Nghĩ vậy Long Tử Nguyệt bỗng dưng quỳ xuống, ngước đôi mắt mang theo vẻ ai oán nhìn Vô Phong nhỏ giọng nói: "Ca ca, tha cho muội đi, đừng tra tấn muội nữa, được không a?" À? Vô Phong nhíu mày nhìn Long Tử Nguyệt, nàng quỳ cũng được một lúc lâu, vừa đói vừa mệt, toàn thân cao thấp vẫn chưa hoàn toàn hồi phục, lại không thấy cái tên lòng giả sắc đá vô phong kia nói năng gì chỉ dương mắt ít nhìn, nhìn và nhìn nàng. Long tử nguyệt cũng không biết làm gì hơn là giả vờ đáng thương, tuổi thân quỳ ở đó. Vô phong bấy giờ mới lên tiếng. Bò lại đây. Long tử nguyệt nhận mệnh lùng cùng bò lại gần cách vô phong ba bốn gan tay rồi dừng lại, nàng cảm thấy ánh mắt hắn có gì đó khác biệt nên không dám ngẩng mặt lên nữa lại gần nữa vô phong ra lệnh long tử nguyệt cắn răng cắn lợi bò tới gần hơn mặt nàng cũng muốn chạm vào giày hắn rồi còn gần nữa thì kích giày hắn à đang mãi lầm bầm rủa vô phong trong bụng thì thân thể long tử nguyệt bỗng dưng bị một lực lôi nàng đứng dậy rồi kéo nhào về phía trước chưa kịp định hình lại đã thấy nàng ngồi hẳn vào lòng tên kia rồi trong đầu long tử nguyệt nổ đùng một tiếng ngây ngốc nhìn dung nhang vô phong phóng to mang theo ánh mắt lạnh băng nhìn nàng chầm chằm hoảng sợ đến độ cả người nàng căng cứng lên tràn ngập sự phòng bị vô phong nhận thấy phản ứng cơ thể của long tử nguyệt vừa buồn cười lại có chút khó chịu nàng sợ hắn đề phòng hắn như vậy là do đâu lúc hắn tra tấn nàng tắm cho nàng cũng không hề thấy nàng có biểu hiện như lúc này này a tình dù có giả dạng ra làm sao vô phong hắn đều có thừa tự tin để lật tẩy nàng nhưng hình như mọi thứ nàng làm hiện tại có vẻ đã thoát khỏi tầm kiểm soát của hắn rồi và hắn cực kỳ không thích cái cảm giác không thể nắm mọi cảm xúc của nàng trong tầm tay như vậy long tử nguyệt thì không có suy nghĩ nhiều như vô phong đến vậy trong đầu nàng chỉ có duy nhất một ý niệm chết chắc rồi không bị tra tấn nhưng có lẽ nàng sắp bị thị tẩm rồi hắn trưng ra bộ mặt vô dục vô cầu nhưng thực chất là con sói tiềm ẩn trong lòng bị nàng vô tình đào ra rồi. Tim Long tử nguyệt đập liên hồi mở mắt thật lớn canh chừng động tác tiếp theo của vô phong, tiếc là hắn không có thêm hành động gì khác, chỉ để Long tử nguyệt ngồi im trong lòng hắn. Vô phong đột nhiên mở miệng. Ta không có hứng thú với thân thể muội nên tim muội không cần đập nhanh như vậy đâu, nói xong còn nhếch nhẹ khóe môi cười thảy. hự Long tử nguyệt trọng thương rồi, tên vô phong này quả là biến thái nhịp tim nàng hắn cũng nghe thấy nàng chợt nghĩ ra một việc vô phong cũng là huyết tộc hiển nhiên nàng nghe được nhịp tim hắn hắn cũng có thể nghe được nhịp tim của nàng rồi vô phong nhìn nhìn nàng thêm vài lần rồi ôm nàng sát vào người như muốn đem long tử nguyệt khảm vào cơ thể hắn vậy trầm trầm giọng nói ta muốn biết mọi việc từ khi muội tỉnh dậy không thuyết phục được ta thì muội chuẩn bị trở về vị trí hai sợi dây xích kia thêm vài chục năm nữa đi Long Tử Nguyệt khẽ rùng mình một cái, nhỏ nhẹ thủ thỉ. Nếu như muội nói muội tỉnh dậy đều quên hết mọi chuyện lúc trước, ca ca có tin muội không? Muội chỉ nhớ được muội tên Long Tử Nguyệt, còn lại mấy cái khác muội đều không biết gì hết. Thậm chí huynh là ai? Thấy Vô Phong im lặng trầm mặt, có vẻ không kiên nhẫn cho lắm, Long Tử Nguyệt vội nói tiếp. Trong lúc muội bất tỉnh đó, muội thấy mình trở thành một người khác, ở một nơi khác, gặp gỡ vô số những người khác, bọn họ dạy cho muội rất nhiều thứ mới lạ, ở đó muội có cuộc sống tự do tự tại, được ăn rất nhiều món ngon, món lạ